Bữa hôm qua đây phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc lên đứng giải thích tại sao tổng thống nói như vậy. Vâng, thưa quý vị, rất là hiền. Nhưng thưa quý vị, anh Mã Gia Trí không trình bày về vấn đề mà cung flu, mà anh Mã Gia Trí trình bày về việc thư ký báo chí tòa Bạch Ốc hạ đo ván, tức là knock out đặc phá viên thổ tả của CNN tòa Bạch Ốc. Kính mời anh. Dạ, thưa các ông, anh Diệu Huyền, kính thưa quý vị. Đây là cô McKenney là K.K. Cô rất là trẻ mà rất dễ thương, mà cái quan trọng là cô rất bình tĩnh. Không, anh nói câu, anh nó rất dễ thương. Rất đẹp. À, rất đẹp, vâng. Rất đẹp. Mà thì cứ như thế, chứ biết vai trò báo chí, thư ký báo chí của tổng giám đốc là một vai trò rất là khổ sở, bởi vì báo chí nó súng lên, nó hỏi là những người này nó kinh nghiệm cả đời. Thì đặc biệt là cái anh phóng viên của Jim Acosta của CNN, anh này đã từng đối đầu với tổng thống Trump nhiều lắm. Nó làm có lúc là rút giấy phép anh luôn, mà nó tự kiện lung tung. Anh này ngang tàn và rất là ngang ngược nói chuyện đó. Thì khi mà cái tuần trước ngày 18 tây thì có cái ngày mà rally của tổng thống Trump, thì anh này mới đặt câu hỏi chứ mấy du đặt đi rally tổng thống Trump như vậy là thứ nhất là một cái chuyện grave dangerous, tức là rất là nguy hiểm, là đa số dân của tổng thống Trump đều là cái người già hết, vậy hỏi chứ cái luật lệ về CDC như thế nào. Thì có nói chúng tôi có khẩu trang, chúng tôi có sanitizer, mà chúng tôi đưa ra hết tất cả các ngõ chặn đường và social distance, nhưng mà phải làm như vậy. Thì ông nói như làm như vậy như là không có theo cái CDC mà rất là nguy hiểm. Thì cô nói cô nghĩ sao, cô chịu trách nhiệm như thế nào, tôi rất phải chịu trách nhiệm thế nào. Thì cô rất nhẹ nhàng, cô móc ra ba tờ báo. Thì trong có ba tờ báo này là có New York Times, Wall Street, New York Post và những tờ báo khác. Trong những tờ báo này, kính thưa quý vị, thì họ trước đó 4 phút họ nói rằng mọi người đi ra biểu tình ở Brooklyn cho cái phong trào cái black đòi justice. Nhưng thật sự justice là tại vì có luật rồi, chứ họ mình chưa có luật, họ nói đúng, họ kiếm cớ này. Rồi trong khi 5 phút sau nói tổng thống là đưa cái rally, họ đặt kết án liền, đây là một cái chuyện khủng hoảng, cái chuyện này làm hại cho dân chúng đủ chuyện. Thì cô nói báo chí, chẳng những báo chí đã không công bình mà báo chí còn nói không đúng sự thật. Mà có những cái tờ báo của chúng ta đây nó chụp hình khi tổng thống rally đó, thì chụp hình khi ta về hết thì nói không có ai đến. Đó là những cái điều rất là xấu hổ, bởi vì cái vai trò của báo chí, kính thưa quý vị, chúng ta thấy chúng ta phải nói sự thật, không nói thì thôi, phải nói sự thật. Mà nói mà có bóp méo, người ta có mà vẫn nói như là bóp méo cái chuyện này, như cái ông John Costa cố ý là nói tại sao như vậy, là bởi vì như vậy là cái tổng thống sẽ tạo đi ngược lại CDC, tổng thống tạo thêm cái virus cho dân chúng. Thì cô này có lật ra đây là báo chí mấy du đã nói, mấy du đã approve, mấy du chính bà Pelosi và một số người cũng đã đề nghị kêu gọi mọi người đi biểu tình. Mà quý vị thấy biểu tình cả ngàn người, chúng ta có thấy đeo mask không? Không thấy đeo găng, không thấy đeo mask, không thấy social distance gì hết. Họ chùm cụm với nhau, bây giờ cái sợ rằng sẽ có cái virus thứ nhì nữa. Thì đây là lần đầu tiên, chẳng những cô nói, báo chí đã show ra cho họ thấy rằng họ chẳng những họ không có công bình mà họ bóp méo sự thật. Và đây cũng không phải là cái chuyện mới lạ. Cả mấy năm nay, cả chục năm nay họ đã từng làm như vậy. Và họ cố ý làm như vậy, họ không có cái tinh thần trách nhiệm. Họ lạm dụng cái đợi tứ quyền để nói sự thật, đợi tứ quyền để nói cái gì ích lợi cho dân chúng, cho đất nước, chứ không phải đợi tứ quyền để phỉ báng người khác, đợi tứ quyền để gây nhục nhã cho người khác, đợi tứ quyền làm có lợi cho cái nhóm này. Thì đây là một trong những lần đầu tiên mà cô thư ký của tổng giám đốc báo chí của tổng giám đốc đã dạch ra bắt dính tại trận. Tức là như là Dung Miên nói là knock out, thì tiếng Mỹ ở đây họ nói là destroy, nghĩa là hoàn toàn tiêu diệt cái này. Bởi vì cái tư cách của ảnh đã chứng tỏ, cũng như nói lên cái chuyện mà bất công và cái chuyện không trung thực của bao nhiêu báo chí. Thành ra quý vị không, những cái đài CNN, những đài Libra Mayo hay là những New York Times, Wall Street, thì quý vị coi chừng, quý vị phải cẩn thận coi, nhưng mà quý vị phải coi lại những cái gì họ nói có đúng sự thật không. Mà thường thường họ có một cái agenda, họ có một cái chương trình của họ. Thì như là cái mấy segment trước chúng tôi đã trình bày, theo ông tổng giám mục Vigano có nói rõ ràng, họ có trong một cái hệ thống báo chí, hệ thống một cái deep state, tức là một cái nhóm với nhau cả hoàn cầu, chứ không phải là họ giật cái tượng Indira Gandhi ở tại England, ở tại bên Anh Quốc luôn. Thành ra quý vị, họ làm gì mà cái gì để thấy họ? Thứ nhất, không sự thật. Thứ nhì, bôi nhọ. Thứ ba là
quyền lợi cho họ và cái nhóm đó mà thôi. Đây là ba cái điểm quý vị coi tất cả bản tin đều thấy như vậy. Khi người ta nghe bản tin người ta thấy xáo trộn trong lòng, buồn bã, rất là khổ sở. Còn quý vị nghe những bản tin nào mà có hy vọng, thấy được sự bình an và có cái niềm tin là chúng ta sẽ không bị bỏ rơi, chúng ta sẽ overcome, chúng ta sẽ thắng, chúng ta chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta phải kiên nhẫn và nhất là chúng ta phải cầu nguyện với nhau, luôn luôn cầu nguyện. Và cũng như chúng ta thấy ông Đức Tổng như một cái cuối thơ của Ngài nói, tôi cầu nguyện cho Tổng thống, tôi cầu nguyện cùng với Tổng thống và tôi cầu nguyện cho tất cả những người dân Hoa Kỳ, cầu nguyện cho những người có tâm hồn công chính, cầu nguyện người trắng, người đen, người da vàng, tất cả mọi người, những người Mỹ mà có tâm hồn chân chính, sẵn sàng phục sự đất nước, thì cầu nguyện cho chúng ta hiệp nhau để cầu nguyện. Chính vì vậy chúng tôi sẵn đây, chúng tôi cũng xin đề nghị mỗi 3 giờ buổi trưa, tất cả anh em công giáo hay cầu nguyện để lòng thương xót Chúa, để nương vào trái tim của Chúa. Chúng ta dâng đất nước này cho trái tim Chúa và trái tim của mẹ. Chúng ta dâng gia đình chúng ta cho trái tim Chúa và mẹ. Trời cũng mời tất cả quý vị là không cùng tôn giáo chúng tôi, cũng hiệp với nhau mà cầu nguyện, dâng cái sự khó khăn của gia đình chúng ta, dâng cái sự không dạy dỗ được con cái chúng ta, dâng những cái sự khác biệt của những người gặp chúng ta mà khác ý mà chống phá, dâng hên lết trong trái tim của Chúa, trong trái tim Thượng Đế, trong trái tim Đức Mẹ. Bởi vì chỉ có lẽ phải, chỉ có sự thật và chỉ có tình yêu thật sự mới giải quyết lâu dài. Còn những cái gì giả dối, họ manipulate, họ làm cái này cái kia, họ để mà dàn cảnh để mà theo ý của họ, nhưng mà tất cả đều sụp đổ. Cũng như hồi xưa khi trong Thánh Kinh họ xây lên cái tháp Babel, ý là con người quá tài giỏi, họ muốn xây đến đụng trời, thì cái chuyện nó không bao giờ thành công được. Chúa cho họ nói khác tiếng với nhau, họ confused rồi họ sẽ sụp đổ. Thì quý vị dòm đây, những cái chuyện mà ma quỷ, những cái chuyện giáo láo khoét, dối trá, lường gạt và lợi dụng dân tộc Mỹ đen, lợi dụng một nhóm này, lợi dụng một nhóm kia để phục vụ quyền lợi cá nhân họ, thì sớm muộn gì là họ cũng phải sụp đổ. Thì chúng ta phải bình tâm cùng nhau cầu nguyện, làm những chuyện hy sinh nhỏ nhỏ để mà dâng lên cho trái tim Chúa. Tại sao chúng tôi đã nói trái tim Chúa? Thế mà cũng như có một cái hình mà có lẽ cái phòng cử thực không có gian được, là cái hình đó là cái hình Đức Mẹ đứng trên và đạp cái đầu con rắn. Trái tim mẹ sẽ thắng, Thượng Đế sẽ thắng, lẽ phải sẽ thắng. Chúng ta không lo sợ. Quý vị đừng có tin nhiều quá rồi họ nói những cái gì. Đây là cái hình Đức Mẹ đạp con rắn như thế. Trong Thánh Kinh đã nói không bao giờ sai, kính thưa quý vị. Chúa nói cũng không bao giờ sai, Thượng Đế nói không bao giờ sai. Đã dựng lên như vậy, cái chương trình cứu độ đã như vậy. Bao nhiêu thế kỷ trôi qua thì con rắn này, bao nhiêu hình, khi nó cám dỗ không được nó chạy đi, rồi nó trở lại, nó chạy đi, nó trở lại. Bao nhiêu chuyện quý vị thấy, như bao nhiêu cái dối trá của Russian Gate, rồi Ukraine, rồi cái chuyện này chuyện kia, bao nhiêu chuyện, tất cả láo khoét mà chúng tôi mấy chục năm chúng tôi làm việc với chính phủ Hoa Kỳ, là thành viên của chính phủ hai trào của Tổng thống Bush cha và ông Clinton, chúng tôi học được một chuyện như thế này. Sự thật bao giờ cũng lòi ra hết. Sự thật giải quyết. Trong Thánh Kinh nói the truth will set you free. Sự thật sẽ cho chúng ta có sự freedom, cho chúng ta tự do, và cái sự thật cho chúng ta đến cái sự bình an và hạnh phúc. Chúng ta phải làm mọi cách để chúng ta bảo vệ xã hội, bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ cái giá trị mà chúng ta đã bỏ hết để chúng ta tranh đấu, cái giá trị chân chính của cái xã hội này chúng ta cương quyết bảo vệ. Anh, trên căn bản coi TV, anh có thấy là khi mà quýnh knock out đó thì cái người bị knock out đó là trọng tài đứng vô can phải không, rồi đi xuống tuyên bố đưa tay lên một người thắng phải không? Cái này mình không thấy ai thắng ai thua trong chuyện này, nhưng có cái chuyện mới. Tổng thống Trump ông sử dụng một người, anh nhớ bà Sanders không? Bà Sanders cũng mới vừa tiết lộ ra cái chuyện ông bố Joe Biden. Nói ông Joe Biden, ông tưởng ông là tổng thống, ông muốn làm cha, làm thì đấy, là làm ngược lại tất cả những cái gì chương trình của tòa bá đốc, ông làm ngược hết. Cho nên cổ nhức đầu vì cái chuyện đó lắm. Và cổ nói một cái điều xấu xa như thế này, thưa quý vị, chúng tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Bà nhắc lại câu chuyện chính phủ tổng thống Trump đi qua thăm nước Ý năm nước Anh năm 2019. Khi mà đi xuống đó, người ta đi chung xe. Đi chung với những viên chức tòa bá đốc của tòa á, ổng tưởng ổng là ông nội, ổng chịu đi. Mấy ông bộ trưởng khác thì đi với bà Sanders hay là nhóm tùy viên. Ổng đi riêng cái xe của ổng mà ổng bắt chạy còn nhanh hơn để xịt bụi vô làm cho người ta
chê cười háo thắng thì ông cái ông Putin này thì bây giờ tôi lo đuôi ra lo đuôi mà bây giờ là sao mà kỳ cục kêu quá. Căng quá cái chuyện này. Vâng, thưa anh là mình còn một hai phút nữa mời anh. Dạ, kính thưa quý vị, thì chúng mình như thấy cái hình của Leon mới cho chú coi lại cái hình đó đi con. Cái hình mà Chúa Giêsu đấu tranh với con quỷ Satan này, kính thưa quý vị, đó là luật lệ ở chúng ta biết rõ, chúng ta là người Việt Nam chúng ta thấy rõ, luôn luôn có cái ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng là chúng ta theo sự thật và lẽ phải, và bóng tối là lường gạt để mà lợi dụng, để mà quyền lợi cá nhân cũng như cái chuyện mà quyền hành tiền bạc, sắc dục, những cái chuyện đó thì sẽ đi đến tiêu diệt mà thôi. Thì Chúa mới đưa cái ánh sáng. Tại sao khi Chúa sanh ra cũng là ánh sáng của một ngôi sao, mà khi Chúa chết cũng là cái ánh sáng? Tại sao Chúa chết cho chúng ta? Bởi vì Chúa muốn chúng ta cùng Chúa, chúng ta dâng lên vài phút tưởng niệm và dâng tất cả mọi người, mọi cái đất nước chúng ta trong trái tim Chúa Giêsu, trái tim mẹ và đất nước, để chúng ta cùng thoát qua tận này. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Vâng, cảm ơn anh Mai Gia Trí đã tới với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình với anh Mai Gia Trí cũng thứ ba tuần tới vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dương Nguyên.